Thời gian Lương Thần Mỹ Cảnh là bộ phim ngôn tình hiện đại với sự tham gia diễn xuất của cặp đôi Lâm Nhất và Tử Lộ. Bộ phim thuộc đề tài thể thao điện tử, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Mình Thường Dễ Tránh Yêu Thầm Khó Phòng của tác giả Kiều Diêu. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của Lương Thần và Lục Cảnh. Lương Thần là một ca sĩ mạng nổi tiếng, được nhiều người yêu mến. Trong khi đó, nam chính Lục Cảnh là cậu sinh viên năm tư, chuyên ngành nghiên cứu khoa học máy tính. Hai người cách nhau 5 tuổi, vì kết duyên trong game mà đem lòng yêu mến nhau, viết nên một câu chuyện tình chị em ngọt ngào và vô cùng đáng yêu. Đều là hai gương mặt trẻ tài năng của điện ảnh Hoa ngữ, đặc biệt là Lâm Nhất, vai diễn cố dịch vị trong Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta đã đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với công chúng. Trong khi đó, Tử Lộ cũng là cái tên khá quen thuộc với nhiều vai diễn hay. Hy vọng rằng sự kết hợp của cả hai trong dự án phim lần này sẽ tạo nên những tiếng vang lớn, đồng thời tạo nên một cơn địa chấn mới về đề tài thể thao điện tử. Kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.